Khi cơn lũ quét qua, cả hai vợ chồng anh Lý Văn Trinh đang đi làm ăn xa, chỉ còn mẹ già ở nhà. Nhờ có các chiến sĩ đồn biên phòng Mường Pồn, huyện Điện Biên kịp thời có mặt, hỗ trợ người dân khu vực bị cô lập mà người thân của anh Trinh đã an toàn trong cơn lũ. Hôm đấy thì tôi đi làm, có một mình mẹ già tôi ở nhà, vợ chồng tôi là ở trên Mường Tè. May có các chú bộ đội hỗ trợ cho gia đình tôi. Tôi cũng không biết nói gì hơn, tôi cảm ơn các chú bộ đội. Sau trận lũ, môi trường tại bản Mường Pồn, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên bị ô nhiễm, nhiều vùng ngập nước sâu. Các chiến sĩ thường xuyên phải ngâm mình trong dòng nước để hỗ trợ người dân khắc phục bão lũ. Khối lượng công việc lớn trong thời gian dài khiến nhiều chiến sĩ thấm mệt. Tranh thủ uống thuốc hạ sốt dù còn mệt, song chiến sĩ Cà Văn Trường, trung đoàn 82 vẫn xung phong tiếp tục ở lại khu vực tâm lũ để cùng các đồng đội di rời các hộ gia đình ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong những ngày qua tôi dầm mưa nhiều và lượng công việc cũng nhiều thì tôi đã bị sốt. Nhưng sau khi nhìn thấy bà con có cuộc sống vất vả sau mưa lũ thì tôi đã quyết định uống thuốc hạ sốt và tiếp tục công việc cùng các đồng chí với mong muốn là có thể hỗ trợ bà con cuộc sống tốt nhất. Cơn lũ đi qua khiến các tuyến đường vào các bản hư hại nặng, nhiều điểm bản bị cô lập, hệ thống nước sinh hoạt hư hỏng, lương thực và nước sạch cạn kiệt. Hơn 600 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chia thành nhiều tổ công tác đi bộ, lội bùn đất nhiều km để thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích, vệ sinh môi trường phòng dịch, di rời nhà dân khỏi vùng nguy hiểm và chuyển lương thực, nước uống, hỗ trợ bà con vùng lũ. Người dân nơi đây cũng phần nào vơi bớt khó khăn trông chênh vì sự có mặt của các chiến sĩ màu áo xanh. Sau khi lũ quét xong, gia đình cũng được các anh bộ đội đến hỗ trợ giúp đỡ, dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống. Gia đình rất cảm ơn. Chúng tôi luôn luôn phát huy tinh thần quân dân như cá dưới nước. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn luôn đoàn kết, đồng lòng để giúp đỡ bà con khắc phục lại khó khăn. Đã nhiều ngày trôi qua, trước những thiệt hại nặng nề, những đau thương mất mát do cơn lũ gây ra, bất kể mưa gió nguy hiểm, những người lính vẫn nỗ lực miệt mài, hối hả thực hiện các nhiệm vụ với quyết tâm vì nhân dân quên mình. Sự kiên cường dũng cảm của các chiến sĩ đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chãi, giúp bà con vượt qua những mất mát trong thiên tai, là sợi chỉ đỏ, là ngọn nến ấm áp, thắp sáng tình quân dân giữa cơn ác lũ.